đề của em là em vẫn còn đang phải trị bệnh về Rối loạn lo rối loạn lo. âu. Dù có bận cỡ nào em cũng tự nấu ăn. Mẹ em hay nói là mày lo tập tự lo cho bản thân của mày. Nếu mà một ngày nào đó ta không lo được nữa thì mày biết tự nấu ăn mà ăn. Có một cái món ở dưới miền Tây rất là ngon mà em không biết em có làm đúng cái công thức đó hay không nha, nhưng mà mẹ em dạy là có cá nhưng mà kho kho lạc á, kho có nước nhiều á, thì em rất là thích cái món đó. Tại vì ngày xưa ở với bà ngoại ở Cần Thơ á, thì bà ngoại cũng hay làm em. Khán giả, đặc biệt là những ai quan tâm về câu chuyện của Hữu Phước, thì hiện giờ họ sẽ rất quan tâm là bây giờ cuộc sống của Phước như thế nào, đã có ổn hơn chưa? Giờ cuộc sống của Phước thì bây giờ có thể nói là ổn hơn nhiều so với trước đây, so với trước cái sự kiện ở đường sách, thì cuộc sống của em cũng cải thiện khá là nhiều. Và nhưng mà có một cái vấn đề của em là em vẫn còn đang phải trị bệnh về Rối loạn lo âu. rối loạn lo âu. Hiện giờ thì công việc và học tập của bạn như thế nào? Bạn cân bằng như thế nào? Và em thì được biết là bạn có dịch sách nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thì công việc ở trên trên trường thì em vẫn đi học, vẫn đi học. Xong đó thì về nhà em có học thêm những cái khác, ví dụ như là em nâng cao hơn trình độ piano của mình, rồi em học nhị hồ. Cái đó chắc là không nói là học, chứ là mình chill thôi. Học nhiều thứ khác để tâm trí mình nó không phải suy nghĩ nhiều á chị. Những ai mà theo dõi Hữu Phước thì sẽ rất là ấn tượng về một bức hình được đăng tải trên báo Thanh Niên, đó chính là trong căn phòng của bạn, tuy nó rất là nhỏ hẹp nhưng mà có một tủ sách rất là to. Thì bạn hãy chia sẻ về việc đọc sách, vì sao bạn lại thích đọc sách như vậy? Em thích đọc sách chắc là từ những năm cấp 1 á, khi mà dì của em là thủ thư của một trường tiểu học, thì dì em hay đem những cái chuyện cổ tích hay là chuyện tranh lúc đó về. Và em có em lúc đó thì ngoài cái việc mà xem tivi thì em không có cảm hứng nhiều bằng cái việc em đọc sách. Tại vì đọc sách thì em chủ động với nó hơn, còn xem tivi thì em kiểu là em bị thụ động á, người ta cho mình coi cái gì thì mình coi cái đó. Còn đọc sách em có thể lựa ra những cái thứ mà em thích em đọc, và chắc có lẽ là cái thói quen đó, từ đó cho tới mãi những năm sau này thì nó không nói thì nó không tốt lắm, mà em trở thành một con mọt sách đúng nghĩa. Em trở thành một con mọt sách đúng nghĩa luôn. Tại vì đọc sách theo nghĩa tích cực thì là tiếp thu kiến thức học tập, nhưng mà em bị đắm chìm vào nó quá và em quên đi những cái việc khác ngoài bên ngoài. Vậy thì trong số những quyển sách mà từ đó giờ Phước đọc á, thì có quyển sách nào đã truyền cảm hứng về một cái cuộc sống tự tin cho Phước không? Em học đa phần là sách văn văn học, em ít đọc sách sách về self help. Nhưng mà có sách, nếu mà để mà sách về để mà em có những cái phương pháp để em tiếp tục cái cuộc sống nó không được mấy vui vẻ của mình, nó chắc là cái cuốn về hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm, như là anh Dự có nói. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Phước. Chắc chắn là câu chuyện của Phước thời gian qua và những chia sẻ của bạn ngày hôm nay cũng đã truyền rất là nhiều động lực cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn đang gặp khó khăn, đang gặp bế tắc trong cuộc sống, trong học tập. Và hy vọng là các bạn hãy kiên định vượt qua những khó khăn của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc các bạn nha. Quý vị khán giả của báo Thanh Niên cũng rất là xúc động khi mà biết bạn Hữu Phước, bạn chỉ nhận đủ số tiền đủ để trang trải cho việc học mà thôi, và bạn cũng đã góp 470 triệu đồng để bảo trợ cho các bạn học sinh mồ côi vì đại dịch Covid-19 trong khuôn khổ chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời do báo Thanh Niên khởi xướng và thực hiện. Vậy thì điều gì đã thôi thúc Hữu Phước quyết định làm như vậy? Em nghĩ là chắc là em kinh nghiệm được thương, em kinh nghiệm được mọi người thương. Vậy em đem cái tình thương đó em đi thương người khác, em không có một cái ý niệm gì phía sau đó hết. Còn khi mà bận rộn thì Hữu Phước sẽ ăn uống như thế nào? Em thì dù có bận cỡ nào em cũng tự nấu ăn. Tại vì có lẽ là nấu ăn là một cái em thích rất là. Trước khi mà em không còn ở với mẹ em nữa thì mẹ em dạy cho em nấu ăn. Mình nói là mẹ em hay nói là mày lo tập tự lo cho bản thân của mày. Nếu mà một ngày nào đó ta không lo được nữa thì mày biết tự nấu ăn mà. Tự nhiên cái những cái khoảnh khắc đó em mê nấu ăn. Mẹ em á là mẹ em là người miền Tây và mẹ em nấu ăn rất là ngon. Em cũng hay tập nấu những cái món ăn miền Tây, nhưng mà xong đó thì vì lý do là em tập gym á, cho nên là em
cũng kiểu như là mix giữa hai cái chế độ ăn, là chế độ ăn truyền thống và chế độ ăn healthy á. Em tự nấu ăn và em cảm thấy là mình chilling với cái bữa bữa ăn của mình. Bình thường bạn sẽ nấu ăn những món gì thường á? Thường mình kể ra một vài món thử. Cái món nhiều hơn nhất cho em là ức gà, nhưng mà có một cái món ở dưới miền Tây rất là ngon mà em không biết em có làm đúng cái công thức đó hay không nha, nhưng mà mẹ em dạy là con cá nhưng mà kho kho lạc á, kho có nước nhiều á, thì em rất là thích cái món đó. Tại vì ngày xưa ở với bà ngoại ở Cần Thơ á, thì bà ngoại cũng hay làm. Em là cái người hơi bị hoài niệm nên em nhớ những cái điều trong quá khứ, cái những cái món mà tới bây giờ mười mấy năm em không được ăn lại, nhưng mà em vẫn rất là nhớ, giống như là những cái món bánh truyền thống. Cái bánh gì mà anh Minh Dự là người miền Tây á, anh biết cái bánh gì mà lá lá mà có nước cốt dừa, bánh này bánh là bánh lá mít mình à? Chắc chắc cái bánh đó bà ngoại em hay làm đó nha. Mười mấy năm mà em không được ăn nhưng mà em vẫn rất là nhớ cái hương vị của nó nha. Em cho nên là em hay nấu ăn đó là bột, rồi cái mình là mình nên để vô cái lá đó. Dạ, đúng. Rồi mình là hấp xong cái mình lấy ra mình chấm nước dừa mình ăn. Chắc là người miền Tây ai cũng sẽ biết món món đó.